Chiều ngày 6 tháng 12, tại sân bóng công an thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trận khai mạc giải bóng đá lão tướng lứa tuổi trên 40 tranh cúp thể thao Thiên Long 2017. Sau lễ khai mạc, được khuấy động một không khí sôi nổi do ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ cùng vũ đoàn đảm nhiệm là hai trận đấu giữa Cảng Sài Gòn Lâm Thảo FC và GNT Khansen. Với những tên tuổi từng giúp bóng đá thành phố thống trị sân chơi quốc đội thập niên 90 như Đặng Trần Chỉnh, Huỳnh Hồng Sơn, Chu Văn Mùi, Giải đấu tranh cúp thể thao Thiên Long là cơ hội tri ân các cựu cầu thủ, giúp họ gợi nhớ thủ hoàng Kim từng chinh phục tình yêu của hàng triệu người đam mê bóng đá. Giải đấu năm nay có 10 đội tham dự, được chia làm hai bảng thi đấu, dự kiến sẽ khép lại vào ngày 3 tháng 2 năm 2018. Trong hai trận đầu ngày khai mạc, đội Cảng Sài Gòn đã thắng Lâm Thảo FC với tỷ số 4-2. GNT đã thắng Khonson với tỷ số 5-2. Như vậy, đội GNT đang là đội dẫn đầu bảng A với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng dương 3. Tổng giá trị giải thưởng giải năm nay lên đến 50 triệu đồng, trong đó nhà vô địch nhận 20 triệu đồng tiền thưởng, đội hạng nhì nhận 10 triệu đồng. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái tình đồng đội khi các cựu cầu thủ được cùng nhau thi đấu trên sân và gặp lại những đối thủ một thời.